còn chỗ nào để mà nói nhà nó, không phải nói chuyện đi. Chị ngoài cũng không đến nỗi thế, anh em vừa thịt nhà đấy, em có tàn tệ gì đó chứ không, không có gì đấy. Chị tính làm nhà ở trên nhá, ở cái nhà ba gian trùng lợn cho nó à, cuối cùng như ta dỡ hết bảo là chết tivi các thứ nó ở tivi tủ mấy lại các thứ quạt bà chứ nay nay của mày cái gì ta giả hết giờ em bảo giờ giả đâu bà vẫn dùng này vẫn nhà nó cũng dùng này. Như trước khi nhà em có cái gì rồi con có gì đi vay tiền bà cho vay bà còn là thôi em đứng đây là thôi bà mới cứ cứ cho cháu nó vay đi, nếu mà em có đất rồi, nếu mà cháu mà nó không trả được thì con sẽ cứ cần lúc nào con sẽ trả bà thế là bà mới cho em cho vay đấy. Không phải là cái đó thì em cũng vẫn ấy, nếu mà em có thứ này khác nếu mà không rồi em vẫn có tiền nữa đấy, em vẫn có trả giá đúng. Mua đất đây là ở thằng Hùng đấy, thằng Hùng lại ra tiền đây sẽ bỏ mày tiền mày hắn chỉ lon. Anh chẳng bảo đây, nếu mà chú ấy không mua là thằng Hùng mua đây. Không tới lon đi. Thế là bảo với thằng